Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mỗi người khi sinh ra đều có số mệnh khác nhau. Có những người số mệnh bắt buộc phải trải qua thời gian nghèo khó, khổ cực, túng thiếu. Nhưng nhờ vậy họ mới tìm được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Trong 12 con giáp, có 6 con giáp này trời sinh số mệnh đắc tài đắc lộc. Số mệnh định rằng trong thời gian trước họ phải vất vả, khổ sở, túng thiếu, cô bần. Nhưng từ sau ngày 4 tháng 10 âm lịch trở đi, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Từ nay trở về sau, họ sẽ có được cuộc sống đầy đủ, viên mãn, sung túc, 10 phần vẹn 10. Có người nhặt được vé số, giò chơi mà cũng trúng độc đắc, tiền tỷ cầm tay, mua nhà lầu xe hơi, khao cả làng. Vậy những con giáp đó là những con giáp nào? Để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Tý. Các chuyên gia tử vi tâm linh nhận định đây là ngày để bạn hành động và đạt được những mục tiêu đề ra với sự nâng đỡ của chính ấn. Thông qua những nỗ lực của bản thân, bạn không gặp khó khăn khi vươn tới cái đích mình mong muốn. Đây chính là ngày bạn chinh phục được trái tim mọi người. Đối với người tuổi Tý, dường như vận trình ngày mới của bạn khá nhiều điều may mắn. Không những bạn có một ngày mới thành công, mà ngay cả khởi đầu tháng cũng đã có nhiều tin vui đến với bạn. Dường như bạn có vận trình một tháng khá sinh động và nhiều niềm vui, kỹ năng làm việc của bạn khá tốt nên dễ nhận được sự đề bạt của cấp trên, nâng cao vị trí và giúp bạn có thêm quyền điều hành trong tay. Thêm vào đó, khả năng quán xuyến công việc cũng dễ có điều kiện để phát huy và thu về không ít thành công, mang lại lợi nhuận cho cả tập thể. Ngũ hành tương sinh mang tới những thuận lợi mà bạn không ngờ tới. Với người đang tìm việc, bạn có thể nhận được lời khuyên từ những người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Chính tài mang lại cho con giáp tuổi Sửu khát khao vật chất, tìm kiếm cơ hội để có thêm thu nhập. Có thể mới đầu bạn chỉ gia tăng được một khoản tiền nho nhỏ, nhưng tương lai bạn sẽ bất ngờ với số tiền mà mình kiếm được. Có điểm báo nở hoa cho công danh sự nghiệp, bởi vậy những ai có dự định khởi nghiệp có thể giúp bản thân mình có cơ hội tốt bằng cách mạnh dạn đầu tư hoặc tự thay đổi. Nhiều khả năng bạn có thể biến các ý tưởng ấp ủ trở thành hiện thực và đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Ngoài ra, vận trình tài lộc có bước chuyển biến rõ ràng và có được các khoản thu cầm tay. Thêm vào đó, bạn có thể được giao giữ những trọng trách quan trọng và có binh quyền trong tay. Có điều hôm nay bạn có thể có chút kiêu ngạo và hào hứng quá mức. Tuy nhiên, lưu ý, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, đừng quá vội vàng mà khiến cho người khác không vừa ý và cản trở vận trình thuận lợi của bạn. Cục diện mộc thổ xung khắc cho thấy người độc thân có đời sống tình cảm không bằng phẳng, dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện đã qua, nên học cách đối diện và chấp nhận một khởi đầu mới thì hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn tiền bạc rủng rỉnh trong ngày cuối tháng khi vừa mới nhận lương. Thế nhưng thiên tài nhắc nhở cho bạn nhớ rằng nên dành tiền tiết kiệm, đảm bảo cho tương lai của mình trước khi nghĩ tới việc mua sắm thỏa mãn sở thích cá nhân của bạn. Hôm nay dự báo người tuổi Thìn là người dễ có được quyền lực trong tay. Vận trình ngày mới của bạn ngoài việc có may mắn trong việc kiếm tiền, khả năng quản lý thu chi tốt, thì bạn cũng có khá nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng lãnh đạo của mình. Chuyện tiền bạc đầy đủ nên người có tiền hết cũng ra quyền lực. Công việc và cuộc sống thuận lợi nên bạn cũng dễ tự tin và có nền tảng của mình đang có. Nhờ có tam hội hỗ trợ mà bạn trở nên hài hòa, dễ chịu hơn với mọi người. Sự khéo léo trong hành xử giúp bạn ghi điểm trong mắt người lớn.
Thực ra bạn thể hiện sự chân thành chứ không hề cố tình gây ấn tượng với mọi người. Mộc thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang tốt lên. Bạn đã biết nên ăn món gì và không nên ăn những món gì gây hại cho sức khỏe của mình. Việc này thực sự có lợi cho những ai đang điều trị bệnh tật. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Thực thần mang tới góc nhìn mới tích cực hơn và thôi thúc tuổi Tỵ chủ động thay đổi hiện trạng, cho phép bản thân học tập, nghiên cứu để tăng cường, củng cố kiến thức. Có thể thấy càng đọc nhiều, càng tìm hiểu nhiều, bạn càng nhận ra những gì mình biết còn quá ít ỏi so với thế giới này. Ảnh hưởng của hình hại vô ơn thực ra là thử thách mà bản mệnh phải vượt qua trong ngày hôm nay. Góc nhìn của bạn có vẻ như không giống người ta nên bạn cũng có xu hướng dễ nóng giận, bực mình hơn những người khác. Ngũ hành tương sinh mang tới mối duyên lành cho người độc thân để họ cảm thấy tự tin, thoải mái hơn trong việc tìm hiểu người mới. Quá khứ u tối đã dần lùi xa nhưng lại cho bạn những ngày nắng ấm tươi đẹp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi đã có cơ hội cải thiện tài chính sau một thời gian tìm kiếm. Dưới sự che chở của chính tài, bạn cảm thấy ngoài chuyện tiền bạc, bạn cũng cần phải nỗ lực tìm kiếm một nền tảng mới, xác định lộ trình phù hợp cho bản thân và có định hướng rõ ràng hơn. Thêm vào đó, vị trí công việc của bạn khá tốt và nhiều khả năng được đề bạt nắm giữ vị trí chủ chốt. Do đó, không những có tiền mà bạn còn có tiền trong tay. Có điều là người lãnh đạo, bạn cũng nên ngó trước nhìn sau để có cách ứng xử sao cho hợp lý và nhẹ nhàng, như vậy thì bạn mới đảm bảo được việc thăng quan tiến chức ổn định. Công việc và cuộc sống thuận lợi nên tháng 1 của bạn khá là suôn sẻ. Ngoài ra, nghề tay trái của bạn vượt trội, và nghề tay trái khéo léo đảm bảo phát huy tối đa được khả năng quản lý của bạn. Thêm vào đó, chức vụ tốt nên chuyện tiền bạc của bạn cũng thoải mái chi tiêu và có đủ sức cho các kế hoạch đã dự định từ lâu. Mộc thổ tương sinh tạo ra cơ hội hay ho để người độc thân tuổi Mùi được gặp người khác giới phù hợp. Đối phương có vẻ quan tâm tới bạn thật lòng, hãy cho họ có cơ hội theo đuổi và tìm hiểu, đừng cố chấp quá nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Thiên tài tác động, nhắc nhở người tuổi Tuất nên chú ý đến tiền bạc, cho dù thu nhập tăng lên cũng đừng chỉ tập trung tiêu xài. Bạn nên quan tâm tới các mối quan hệ hợp tác, đầu tư với thái độ tích cực và chủ động. Tam hợp ghé thăm dự báo có thể nhận được tin vui về kết hôn, mua nhà, chung sống hay bước vào một mối quan hệ ổn định. Người độc thân gặp may mắn trong tình duyên có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Mộc thổ xung khắc cho thấy có thể bạn thiếu thực tế trong một vấn đề và cũng không chịu nghe ai cả. Chính bạn sẽ cần kiểm tra những dữ liệu thực tế để đảm bảo tính khả thi của dự án đang tiến hành. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9149 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.